Tiếp tục lên em nữa nha anh em. Chim đẹp anh em. Chim B15 nha anh em. Vùng B15 này nhìn con nào cũng nấy chất lượng thiệt các anh em. Đây cũng con nè. Con này cách con đây chắc phải 20 cây á, mình đi hướng khác mà không có chim, gặp mình nó bắt nó xong không có, mình lên B15. Hên quá gặp được con nữa anh em. Hầm nãy giờ. Báo năm ngoái anh em. Đẹp không? Đó, đa đa phải nét như vậy nha anh em. Quá phê. Mình xài thợ dỗ mấy thợ xinh xinh xíu rồi nó nhìn nó mới đẹp. Tranh thủ buổi chiều gặp được hai em. Phê hết. Quá đã. Thôi, chào anh em nha.